Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều Vâng, kính thưa quý vị Quay lại câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường Chúng ta đã thấy đây như là một cái drama Và cũng giống như tất cả những cái drama ở trên mạng xã hội ở nhiều youtuber sẽ đeo đuổi cái drama này mặc dầu có hay không những tin tức có trung thực hay không trung thực thì họ cũng hư cấu và tạo nên một câu chuyện để để làm gì thì các bạn cũng đã biết rồi đó là cái trend khi nào cái hot trend thì các youtuber đó sẽ đặt điều và làm những cái chuyện mà có nó không và không nó có để cho sẽ có lượt view cao và họ sẽ tiết kiếm được rất nhiều tiền vâng cảm ơn tất cả quý vị nếu mà nói về chúng ta quay lại cái chuyện đầu tiên cháu hồ văn cường có lỗi hay không và cái lỗi đó có phải là do cháu gây ra hay không thì các bạn cả hai bên chúng ta bình tâm là một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cháu không có lỗi gì tất cả ở nơi đây ai tạo dựng câu chuyện này và ai gây nên những hình tượng không tốt về cho cố ca sĩ phi nhung và người đang sống đó là con trai nuôi của cố ca sĩ là Hồ Văn Cường. Bây giờ người đã quất mang tiếng, còn người đang sống thì bị trù dập. Cái này do ai đây? Các bạn chỉ cần ngồi nhắm mắt chút xíu, bình tĩnh thêm một chút xíu, rồi lấy cái trọng lượng của lương tâm của mình của mình ra để nói chuyện, thì chúng ta sẽ thấy rằng cháu Hồ Văn Cường đáng thương hơn là đáng giận. Các bạn cứ nhớ là cái thời mà cháu Hồ Văn Cường và mẹ của cháu ngồi con co ro rồi cháu cục mặt xuống còn mẹ của cháu thì phải sợ những lời đanh thép của cô của người mẫu Trang càng. và à, những người ekip đó đã mở cửa cho người ta vô chất vấn mấy giờ đồng hồ những hành động giống như là cấu xé người ta như vậy thì hỏi gia đình cháu có sợ hay không rất là sợ chứ nhìn những cái hình ảnh mà cháu ngồi xuống xếp bằng à, hai cái tay thì cũng lợi với nhau còn mẹ cháu thì có vẻ như là lo sợ run sợ sợ chứ sợ những người kia không biết làm gì con của mình đây còn cháu hồ văn cường chỉ biết im lặng sự im lặng của cháu nó làm cho một số người bức xúc nhưng đó cũng chính là để bảo vệ thanh danh của người mẹ nuôi của cháu nếu các bạn hãy suy nghĩ thêm một chút xíu cho bạn sẽ thấy được cái điểm đó liền đi và mọi người cho rằng sự à, im lặng của cháu đó mới là cái đáng kính còn hơn là cháu phải nói và dành cái phần thắng giành về cái phần phải về cho mình và trong câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy à, xin kể lại à, cho tất cả nghe một câu chuyện có một người à, dẫn con chó của mình ra đường thì bị một con con chó cái khác và cắn cắn cấu xé cắn không buông cắn đến nỗi nhiều người mà người ta gỡ ra rồi mà nó cũng không chịu buông nữa và nó cắn đồng loại cho đến khi nào đồng loại của nó gục ngã trên đường nó mới chịu thua nó mới chịu buông ra ở trong một cái trường đại học khi một giáo sư kể về cái câu chuyện này câu chuyện này được nhiều người kể lắm và người ta cũng muốn nhắc là mình không nên ăn thịt đồng loại Bầu ơi thương lấy bí cùng Và tuy rằng chúng ta khác giống Nhưng cũng chung một dàn Và người giáo sư đó còn nói thêm Một cái chữ nữa mà chúng ta Cảm thấy nó thấm Từ ở ngoài mà thấm vào trong tim luôn Và khi mà vị giáo sư đó kể về câu chuyện đó nó con chó Pitbull đó Nó cắn không buông nhả đồng loại Cho đến khi đồng loại nó chết Gục ngã trên đường Nó mới buông ra các em biết loại chó đó là chó gì hay không? Tất cả đều im lặng. Một lát sau, vị giáo sư nó nói, đó là con chó má. Mà một câu nói nhẹ nhàng, nhưng nó thấm, phải không các bạn ạ? Nó thấm tại vì sao? Nó nói lên những cái gì hiện tại của cuộc sống bây giờ. Khi mà chúng ta không biết thương yêu với nhau, mà chúng ta vì một cái gì đó nói trắng ra hơn là vì tiền, vì sự sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta phải cắn đồng đồng loại với nhau để hầu chúng ta đem lại những lợi ích cho chính bản thân của mình. rồi một sáng hôm nào đó à, các bạn thức dậy uống một ly cà phê, trả tiền ly cà phê và nói rằng tiền của tôi kiếm được từ youtube, kiếm được từ lăn nhục phỉ bán người ta. không biết các bạn nó ăn nó ăn lòng hay không. Uhm. bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái uh, những lời bình luận mình cũng hay thường nói với các bạn mình thích chia sẻ những cái bình luận của các bạn đó mà ở trên đây nhất là những cái uh, lời bình luận có cái tính mà tích cực và tính cách xây dựng hơn là chửi rủa với nhau duyên phạm thời điểm hồ văn cường đặt giải quán quân rất nhiều người muốn nhận cháu về công ty và giúp đỡ cháu nhưng phi nhung là người may mắn vì hồ văn cường hâm mộ cô Phi Nhung Nhưng dù sao Cháu Hồ Văn Cường cũng không phủ nhận công lao của mẹ nuôi Khi về công ty của mẹ Nuôi của cháu đã làm được những gì mà có thể Căm thung tiền Đi xin nuôi các em ở chùa phụ giúp mẹ nuôi Phụ bán hàng chai rất thu hút khách vì khán giả rất hâm mộ cháu và nhiều việc tốt giúp mẹ nuôi. Khi mẹ nuôi nhận chỉ trích từ khán giả thì cháu Hồ Văn Cường đứng ra nhận hết lỗi lầm về mình. Khi mẹ mất, ekip của mẹ nuôi bắt cháu đứng ra đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo kịch bản thì cháu không đảm nhận, cháu không bao giờ đảm nhận nổi cái việc này. Vì thế rất vô lý khi bị ekip để xuống và các khăn tang đuổi ra khỏi nhà vẫn âm thầm xa đi trong đau khổ thế mà vẫn còn chưa đủ hay sao mà có một số người vẫn không tha cho cháu, mặc dù cháu đã xin mọi việc hãy dừng lại ở đây đây. Mặc dù cháu vẫn mãi im lặng và cháu hứa là sẽ sửa sai nếu mà mình đã có làm lỗi gì để lo tập trung vào việc học hành và tiếp tục phát triển đam mê bằng chính khả năng của mình sao lại có kẻ ác nhân như vậy? À, trong tất cả của chúng ta hai bên luôn đi à, bên à, những cái fan hâm mộ cố ca sĩ và những à, fan hâm mộ của hồ văn cường chúng ta hãy bình tâm lại bây giờ chúng ta à, bên cho hồ văn cường mà chúng ta nặng nhẹ với là cố ca sĩ cũng không nên còn các bạn để bảo vệ cố ca sĩ mà bảo vệ cái gì danh tiếng hả à? phi nhung đâu có cần các bạn bảo vệ những chuyện đó đâu À, các bạn cứ nói là dùng người nằm xuống để tấn công và trù dập con của người ta như vậy cố ca sĩ cũng không bao giờ vui cái điểm này là các bạn cũng đủ biết rồi phải không à, nếu cố ca sĩ phi nhung không nhận cháu hồ văn cường là con nuôi chưa chắc bây giờ mình cũng không biết được là có một người quản lý nào đó à, tóc tiên hay ai hay văn mai hương một trong ba người đó hay là có một cái công ty nào đó nhận cháu thì tương lai của cháu bây giờ lên tới đỉnh điểm hay là chìm xuống ở dưới khe sâu chúng ta cũng không biết được. Nhưng mà chắc chắn một điểm là tương lai của cháu sẽ không bao giờ mà chìm. Tại vì một đứa trẻ 13 tuổi đoạt giải quán quân với giọng ca đi vào lòng người và hết sức ngoan ngoãn từ ekip của truyền hình và các thầy cô cũng như các huấn luyện viên đều chia sẻ thì cháu là một con người rất có tâm và rất có cảm tình với tất cả mọi người thì dĩ nhiên nếu mà một người hiền lành như vậy một đứa bé ngoan ngoãn như vậy thì tương lai của nó rất là tốt không các bạn ha còn à, nói về khi mà ekip bảo cháu trả lời đi nhất là những cái lời mà giống như là của cô trang Khang đó chúng ta quay lại một chút xíu quá khứ trước ống kính màn hình như vậy biết bao nhiêu người kêu cháu đọc theo kịch bản và kêu cháu phải nói những cái gì mà trong lòng của cháu thực sự không muốn nói thì bây giờ các bạn quay qua trách cho một đứa bé mới 18 tuổi thì trách cái gì đây tại sao một đứa bé 18 tuổi à, nó lại tách khỏi, khỏi cái công ty của ekip quản lý bây giờ để ra đi mà chưa có một cái ekip nào khác hết và cũng chưa biết định hướng như thế nào nó đã nhìn thấy cái gì rồi các bạn phải phải um, nhận xét với mình cái điểm đó nó đã nhìn thấy một cái điểm nào không ổn có cái quốc tức bên trong cho nên nó đã chọn cái con đường im lặng và ra đi và nhận lại số tiền mà ekip quản lý đưa cho cháu cháu không hề đòi số tiền các bạn cũng đủ hiểu cái chuyện này cháu không đặt cái vấn đề tiền bạc khi mà người mẹ nuôi cho cút người mẹ nuôi về tới bên mỹ cho nữ diễn viên Việt Hương và chồng cô ta đem về bên mỹ cho con gái Wendy thì các bạn biết rằng gia đình Hồ Văn Cường không dám và một ngàn lần chứ đừng nói một trăm lần, một à, không bao giờ dám đặt vấn đề tiền bạc đối với ekip quản lý tất cả là do ai đã đưa ra cái chuyện này ra? một các bạn có bao giờ nghĩ không một là mày phải à, nhận số tiền này còn hai là phải nói theo cái kịch bản và phải chịu quyền trực thuộc với ekip quản lý và cái sống giống như ngày xưa nữa cháu cường đã thấy rõ hết tất cả và cháu không muốn nữa các bạn biết điều này mà thì bây giờ các bạn cứ vẫn theo cái cái trend này và các bạn kiếm tiền à, các bạn có thể kiếm tiền nhưng mà đừng có du khống đừng có trùi dập đừng có nặng lời với em đừng có đừng có lựa à, đừng có đem mẹ của em ra là mẹ phi nhung đó để nặng nhẹ với em để ân quán tình thù cá nhân với em em vẫn im lặng em chưa bao giờ nói một lời nào trả vốn trả lời với các bạn mà nếu mà hồ văn cường đã có một ekip có một công ty mới khác thì các bạn nghĩ coi người ta có để cho các bạn giày xéo lên em hàng ngày như vậy không con dung nó nó nó, nó giày điếc nó cũng quằn mà phải không các bạn ha cho nên ở nơi đây mình cũng mong rằng à, hai bên đối lập với nhau à, chúng ta hãy phản biện với lại à, có tính chất phân hóa và đưa ra những cái chứng cứ nó trung thực hơn, bình luận chính xác hơn. Hiện giờ thì mình cũng thấy những tin tức um, hai bên uh, đa số là không có trung thực, thật sự là như vậy. Um, tại sao có nhiều người khán uh, khán giả và nói với mình Ủa anh Cali sao thấy có nhiều cái tin tức này tin tức kia về hồ văn cường thấy anh không có đem lên. Um, vâng, sáng nay thì mình cũng thưa với lại uh, quý khán giả là mình cập nhật. Quà, nhưng mà mình thấy nó nó chưa có cái độ chính xác của nó nó không có nó chưa có là gì gọi là chính xác nó thật ra là vậy cho nên mình không dám đưa ra lỡ ở một mai này hoặc sau này à, à, quý vị và các bạn đã tìm ra được à, những thông tin nó không chính xác thì à, mình cảm thấy nó không có vui khi là mình là người cập nhật đưa, đưa thông tin đến cho tất cả quý vị mặc dù mình chỉ là người YouTuber không phải là nhà truyền thông không phải là ngành báo chí à chỉ là cập nhật tin tức và chia sẻ tin tức đến với lại các bạn cũng như quý vị khán giả nhưng mà mình cũng phải lựa chọn cái tin tức nó chính xác nó chuẩn mực rồi mình mới dám đưa nguyễn phúc nguyên mong một ngày gần đây hồ văn cường xuất hiện trên sân khấu hát nhiều chủ đề về mẹ để những người nghĩ sai nói xấu về cường sẽ thấm tí hơn vâng đồng ý với các bạn đồng ý với bạn này luôn nếu hồ văn cường trong tương lai mà trở lại nghệ thuật trở lại sân khấu em cứ hát những bài nhạc và về mẹ lòng mẹ của y vân hả hay là tình cha của ngọc sơn hay là những bài nhạc như là em đã từng hát như là bài bà năm nỗi buồn của mẹ những cái gì về mẹ mẹ của long đó có những bài nhạc mà em đã từng hát chung với lại mẹ nuôi của em bác nghĩ rằng khi mà cái tiếng đàn bắt đầu và tiếng hát của cháu cất lên nhiều người sẽ rơi lại vì người ta cảm thấy nhớ nhung một khung trời kỷ niệm nào đó khi mà cháu cùng với người mẹ nuôi dông rủi trên con đường nghệ thuật ca hát từ Á sang Âu từ Pháp sang Mỹ hai mẹ con tình cảm biết bao nhiêu mà khi mà mẹ nuôi của cháu mới vừa nằm xuống thì đã có bác rất là nhiều người lại nở lòng trù dập cháu đến vậy nếu mà mẹ nuôi của cháu ở trên trời nhìn xuống chắc cũng đau lòng lắm Hoàng Lê nói nhiều nói với những kẻ tham tiền mờ mắt thì cũng giống như Đần Khải à, mệt lắm à, vâng à, cảm ơn bạn nhưng mà mình à, cũng nhẹ nhàng chút xíu các bạn ha Chào anh Cali, anh nói rất chính xác mục đích vì tiền uh, của YouTube thôi, cho nên anh không cần uh, nói gì đến họ nữa. Thăm võ hay là thám võ hả? Uh, anh phân tích rất hay. Nếu hồ Văn Cường gọi là con nuôi và giấy tờ hợp pháp thì chia gia tài đi. Có sao bị xúc phạm và bị chỉ trích môi móc? Sao không nghĩ đến quyền lợi? mà trù dập người ta à, bạn này à, có nêu hồi lúc trước trong một cái clip trước mình có nêu lên vấn đề con nuôi thì bạn này à, nói vấn đề này nó cũng là một cái vấn đề rất là hợp lý khi mà con nuôi nói hai chữ con nuôi thì chúng ta phải có giấy tờ nhận nhận làm con nuôi phải có giấy tờ khi à, cái người mà cha nuôi hay mẹ nuôi có mệnh hệ gì thì người con nuôi sẽ có quyền lợi trong cái gia tài để lại đằng này thì à, hồ văn cường nhận chỉ được nhận làm à, con nuôi trên cái à, danh nghĩa mà thôi cho nên tất cả những gì mình phải nói rõ ràng không phải là mình à, mình không muốn nói là hồ dẫn tiền ham tiền rồi chúng ta dẫn chứng ra cái khác phải chi vô cường phải là như vậy nhưng mà ý ở đây cái, cái chính ý ở đây là hồ dẫn cường chỉ nhận mẹ nuôi trên là cái phương diện lời nói thôi chứ không có giấy tờ cho nên trên tất cả những gì hồ dẫn cường không có được cái gì cả thì những cái bạn mà trù dập Hồ Văn Cường đó Thì nên nghĩ cái điểm này Tuy là con nuôi Nhưng Hồ Văn Cường không có cái gì hết Ngoài 6 năm đi hát 5-6 năm đi hát cùng với mẹ Để uh, dành tiền Kiếm tiền và nuôi các em nữa Phải không các bạn Và Thêm một cái điểm này Có một youtuber nào đó Nói nếu ra, ra khỏi nhà Thì đừng có gọi là con nuôi nữa Tại vì uh, hồi đó còn ở chung nhà còn làm việc chung với nhau thì còn gọi là mẹ nuôi con nuôi còn bây giờ ra khỏi nhà thì không nên gọi là con nuôi nữa vì là dứt áo ra đi cái bạn nên nhớ rằng hồ văn cường không phải là muốn dứt áo ra đi cái này là có người đuổi gia đình cháu ra khỏi nhà nói tiếng đuổi thì cũng quá nặng cũng giống như nói thôi bây giờ tôi đưa anh chị và cháu cường cái số tiền này và số tiền thưởng mà mẹ nuôi lúc trước khi mà còn sống nói Và số tiền mà 200 triệu của lãnh giải của cháu Bây giờ có số tiền này rồi Thì gia đình, chắc gia đình của anh chị Chắc dễ tìm một cái cơ ngơi khác rồi, phải không? Họ chỉ cần nói nhẹ thôi cũng đã đủ rồi Chứ đừng nói chi là nói nặng lời Mà mình cũng thích nghĩ đây cũng lạ cháu và cha mẹ của cháu ở trong gia đình mẹ nuôi một thời gian rất rất lâu ai cũng biết điều đó cùng với những đứa con khác quản lý ekip lấy cái quyền hành gì để hạch tội cháu và đuổi cháu ra khỏi nhà và cắt khăn tan của cháu khi cha mẹ cháu mới vừa nằm xuống uhm. đây cũng làm câu hỏi mà nhiều người hỏi nhưng những youtube mà biêu xấu cháu hồ văn cường thì không lấy cái này ra để nói họ trốn tránh cái câu hỏi này từ dư luận và từ nhiều người họ chỉ nói những vấn đề mà cháu ôm tiền ra đi các bạn đừng có nói câu ôm tiền ra đi nữa mình cũng nhắc lại một lần nữa không phải ôm tiền ra đi mà cái là vấn đề đây là ekip đưa tiền cho cháu để cháu ra đi các bạn nên nhớ rằng giải quán quân 200 triệu trừ thuế cho còn bao nhiêu mà 6 năm về trước 200 triệu thì có thể mua được mảnh đất ở ngoại ô được không các bạn ha rồi dấp Bình Tân gì đó một mảnh đất nhỏ nhỏ cũng có thể cất được căn nhà rồi phải không mình không biết uh, khoảng cái thời gian đó 200 triệu thì uh, mua mảnh đất cỡ bao bao lớn ở bề ngang bao nhiêu bề dài bao nhiêu nhưng các bạn cũng biết 6 năm về trước thì cái tiền nó đã khác hơn bây giờ rất nhiều rồi phải không lúc đó phải chi mà cho gia đình hồ văn cường mua một cái mảnh đất nhỏ hay lấy cái tiền đó để xây cái nhà lại cũ của Lợi Bằng 200 triệu Thì à, các bạn nghĩ cái ngôi nhà bây giờ ở Gò Công nó có khang trang không? Phải không? Lúc đó à, Phi Nhung cũng à, à, không nghĩ nhiều vấn đề này Theo mình nếu mà lúc đó mà cố ca sĩ Phi Nhung Cái này mình phải nói ra để trách Mà mình nói ra là để tính cách xây dựng thôi Ai trong đời chúng ta cũng có những cái sai lầm và những cái lỗi. Cái lỗi này nó không giống như cái lỗi khác, cái sai này không giống như cái sai khác. Nhưng mà đừng chúng ta đừng lấy cái sai của người ta rồi làm cái sai cho mình. Đó là cái điểm mà chúng ta không muốn nói và chúng ta chỉ muốn nói là xây dựng mà thôi. Nếu lúc đó 200 triệu các bạn nghĩ coi, cái nhà của à, cháu Hồ Văn Cường lúc đó mà bỏ 200 triệu ra để xây thì nó như thế nào? Có hoành tráng không? rất là hoành tráng luôn, 200 triệu cái thời đó và để cái nhà đó cho chị của hộ dẫn cường ở tạm thời để giữ nhà có phải là tốt đẹp hơn không? Mình nghĩ rằng 200 triệu thời đó thì cái nhà này xây lên một thứ nhất là kiểu mà người ta nói nhà chở thì nó còn rộng ra nữa, à, nội thất đầy đủ luôn. Còn nếu mà xây mà có thêm một lầu nữa cũng ok các bạn ha. Mình thấy nhà ở Sài Gòn của bà con của mình thôi đập phá ra rồi, chỉ xây có 500 triệu thôi cũng được một hai lợi, một lầu rồi. Đó. <laughs> có những cái khuất tức mà mình không nói được, nhưng mà các bạn không có nhìn cái điểm tốt những cái tích cực của cháu Hồ Văn Cường mà các bạn cứ uh, sôi theo cái giá trị con người với đồng tiền rồi các bạn đưa lên làm cái cân bằng của cái cán đo của lòng người. Như vậy thì nó hơi uh, hơi bất nhẫn và nó hơi không công bằng cho cháu hồ văn cửa chút nào cả à, ở gần đây thì mình thấy cũng có một số các bạn cũng đưa lên những cái tiếng nói của trong cái băng cái cái đoạn ghi âm và các bạn nói rằng tuyết nhung mình cũng có nghe nhưng mà mình không không đón chắc được là tuyết nhung hay không cũng giống như mình đã từng nói với các bạn, khi nào mình mình chính xác được mình mới nói Còn mà khi mà chỉ có lơ mơ lơ mơ là mình không dám đưa ra đâu Và các bạn cũng đừng có gây áp lực cho 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 con gái, những đứa con gái của uh, cố ca sĩ nữa Tội cũng, cũng tội mấy đứa đó tụi nó cũng còn nhỏ mà Nhiều khi uh, nó phát ngôn gì á, uh, không có cẩn trọng Rồi các bạn lại bắt bẻ thì tội tuổi trẻ mà, mình cũng từng qua tuổi trẻ mà các bạn ha vâng nga trần có nói không phải người ta muốn chia rẽ tình cảm đó đâu sao quỳnh trang người ta không nhắc mà chỉ nhắc tuyết nhung tuyết nhung lại bị uh, nhắc nhiều à, tới như vậy tuyết nhung có những phát ngôn trên facebook không hay lắm nhưng mà dù tuyết nhung cũng là đứa trẻ nên mọi người không nên công kích em ấy hãy bao dung cho em như mọi người đã từng bao dung cho hồ văn cường vâng cái này là mình thấy mà cái 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 điểm này là nga trần nói cũng đúng khi mà tiết nhung có những cái lời phát ngôn mình cũng có đọc và nhiều khi cũng nhiều người cũng có nói rằng um, tiết nhung uh, nói những câu uh, đá xéo hồ văn cường thì uh... các bạn hãy nghĩ mình vào trong cái tâm tư của đứa bé đó đi thì chúng ta sẽ hiểu mình ở đây mình không binh cho tiết nhung nhưng mà hãy thương cho cố ca sĩ phi nhung thì chúng ta chuyện nhỏ à, chúng ta đừng có xét ra to nữa à, hãy bỏ qua cho những đứa trẻ đó đi nhiều khi à, nó nói nó không có lựa lời hoặc là chúng ta ở việt nam hay dùng cái câu mà trẻ trâu trẻ trâu mà đó. thì cũng có một bạn trong đây có nói với lại à... À, có trả lời với lại Nga trần hình như mình nhớ không lầm là à, bạn ấy nói rằng à, À, sao gọi là bao dung cho hồ văn cường? hồ văn cường đâu có làm lỗi gì đâu là mà bao dung. thì theo cái câu chuyện của Tiết nhung này á, thì à, mình đọc lại cái của ngai trần thì mình thấy rằng à, ngai trần chỉ nói là tất cả mọi người hãy bao dung cho tuyết nhung, cũng như là khi mà mình bao dung cho hồ văn cường khi mà hồ văn cường lên mạng cùng với cha mẹ có một lời xin lỗi và hứa sẽ học tập tốt và hãy kêu gọi mọi người hãy đừng có làm câu chuyện này nó lớn thêm nữa đó thì ở đây thì à, à, Bạn nên hiểu rằng à, Bạn nghe Trần ý nói là Hãy bao dung cho Tuyết Nhung hãy tha thứ Cho Tuyết Nhung Cũng như là chúng ta đã bao dung Cho Hồ Văn Cường à, Tại vì mẹ Phi Nhung của các cháu Luôn luôn lúc nào Cũng có cái một câu Mà dặn các cháu Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Hồ Văn Cường là Chị em ở trong nhà Phải thương yêu và đùm bọc lẫn nhau không có một người cha một người mẹ nào mà muốn con cái mình à, cấu xé với nhau rồi tranh giành với nhau rồi có những lời qua tiếng lợi không tốt đẹp như vậy hiện giờ trong cái trauma của hồ văn cường này nó càng ngày nhiều khi mình thấy nó càng đi đến một sự biến tưởng của các youtuber quá rồi nếu chúng ta bỏ một làm lành thì nó tốt hơn là xé ra câu chuyện này nó hơn còn bi thảm hơn nữa và kéo những đứa con nuôi của uh, ca sĩ uh, phi nhung vào trong cái drama này nữa thì mình nghĩ là không nên mình tránh được cái nào thì tránh cái đó các bạn ha cả hai bên mình thì phật uh, phật phải, phải, phải nói với nhau, mình cũng coi hai bên nói chuyện mình cũng coi các bạn nói nhưng mà mình rút ra những cái ý hay thì thôi còn những cái mà từ ngữ chửi xéo hay là gây gắt hay là làm những cái nói đại khái là khiếm nhã đó thì mình không có nghe và mình cắt bỏ những cái đoạn đó để tìm những cái tích cực và hay và mong rằng hồ văn cường em cháu sẽ có một cái tương lai tốt đẹp có một cái ekip cho cháu về vấn đề mà đam mê ca hát nếu mà mình cập nhật được tin tức chính xác thì mình sẽ cùng với tất cả quý khán giả chia sẻ liền vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về trauma của cháu hồ văn cường nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho cali sài gòn thành thật cảm ơn tất cả quý vị và xin chào hẹn gặp lại